vào chuyển qua mạng là chuyện bình thường thôi. Chị chơi cái trò chơi mà game Zing á, game đánh bài tiếng lên á, thì mới đầu thì hai đứa cũng chơi thì cũng đâu biết mặt nhau đâu, thì cứ đánh qua đánh lại rồi cũng tức tối vì người này người kia cứ chặt qua chặt lại vậy đó, rồi từ từ rồi nói chuyện qua lại rồi cái quen luôn, cứ đơn giản là vậy. Bất ngờ nhất là đó là lần đầu tiên tôi không ngờ đến nỗi mà chỉ quen qua mạng mà cô ấy dám đích thân mướn là người nhà mướn xe lên đón tôi tại sân bay. Lúc thì mình chát mình thấy Trinh với Tham thì mình thấy người thì cũng cao to thật với mình thì cũng cao, thì xuống máy bay thì thấy cũng nhẹ nhàng dịu dàng cũng thương yêu. Điều hút thuốc nhiều quá không thích, lén hút hoài. Mỗi lần cầm điếu hút lên là sợ, là cứ chạy bỏ ra ngoài hút hoài vậy đó. Bởi vì mỗi lần cầm điếu hút lên là rất là sợ, là cứ lén hút. Mà hút rồi là có xin phép em ơi cho anh hút một điếu nha, cũng được. If you
feels like nobody ever knew me till you knew me. Feels like nobody ever loved me until you loved me. Feels like nobody ever touched me until you touched me, baby. Nobody, nobody. It feels like nobody ever knew me until you knew me. Feels like nobody ever loved me until you loved me. Feels like nobody ever touched me until you touched me. Tôi thì tôi rất cảm ơn cái đấng sinh thành của tôi, ba mẹ tôi cũng như ba mẹ cô ấy đã tạo ra chúng tôi, và đấy cho đến ngày hôm nay chúng tôi được gặp nhau và biết nhau. Bởi vì ảnh đã mang đến cho mình cuộc sống thật là hạnh phúc, và có nhiều điều mà làm cho mình cảm thấy vui. Nói chung là ảnh cũng đem đến cho mình một phần gì đó, giống như là